Sáng nay tại thành phố Tân An, Hội khuyến học tỉnh Long An đăng cai tổ chức hội nghị công tác khuyến học các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ cùng số 7 năm 2023. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam phụ trách phía Nam, giáo sư tiến sĩ Trương Thị Hiền và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm. Hội nghị công tác khuyến học các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ cùng khuyến học số 7 gồm các tỉnh Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, hội khuyến học các tỉnh thành trong cụm miền Đông Nam Bộ luôn củng cố nâng cao chất lượng và tiếp tục quan tâm phát triển hội viên. Đến nay, tổng số hội viên toàn cụm là trên 4,6 triệu người, tăng hơn 200.000 hội viên so với năm trước. Công tác vận động quỹ khuyến học được quan tâm với tổng số tiền là trên 1.320 tỷ đồng. Năm 2023, toàn cụm trao trên 286.000 suất học bổng khuyến học trị giá gần 354 tỷ đồng, hơn 437.000 suất học bổng khuyến tài trị giá trên 162 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm ghi nhận đánh giá cao những đóng góp công tác khuyến học của các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ, cùng số 7 năm 2023 tại các địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đại biểu tham gia hội nghị chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương để giúp cho các cấp hội trong tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới